đi xích lô ở Việt Nam có mắc không? Hôm nay Cường sẽ dẫn các bạn đi dạo thành phố Sài Gòn bằng xích lô và coi thử thành phố nó thay đổi như thế nào nhé. Và coi từ cuối video này sẽ tốn bao nhiêu tiền xích lô. Trước năm 1975 thì thành phố này có tên gọi là Sài Gòn, nhưng bây giờ thành phố này tên là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy nhưng đa số người dân ở đây vẫn gọi thành phố này là thành phố Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ phát triển rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều chung cư và những khu phố sạch đẹp, nhưng vẫn còn những quán vỉa hè bán hàng rong đậm chất văn hóa Việt Nam của mình. Và địa điểm đầu tiên là đường đi bộ Nguyễn Huệ. Cường rất là thích con đường này, thành phố đã quy hoạch con đường này rất là tốt, vừa dành cho khách du lịch và vừa dành cho người dân ở đây tới đây chơi. Bây giờ là buổi sáng cho nên các bạn không thấy ai hết, nhưng mà buổi tối rất là đông người và rất là nhiều sự kiện xảy ra, đông đúc và đông vui, không thua gì Times Square ở New York City các bạn nhé. Các bạn Việt kiều khi mà về Việt Nam chơi thì nhớ ghé con đường này, và trong con đường này sẽ có tòa nhà thị chính Sài Gòn nhìn rất là cổ kính và đẹp. Và cũng gần đó các bạn có thể tham quan nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, nơi này rất là nhiều người tới chụp hình, nhất là chụp hình đám cưới và thời trang. Và mỗi cuối tuần thì nơi này có một sự kiện xảy ra, và xung quanh đây cũng có những khách sạn rất là nổi tiếng và cổ và rất là sang trọng. Và địa điểm thứ hai là địa điểm chợ Bến Thành, và chắc chắn có nhiều bạn biết tới nơi này. Hồi trước Bồng Binh là có một cái tượng đài nhỏ, bây giờ đã quy hoạch khu này, bây giờ dùng cho khách du lịch chụp hình. Và kế phía bên kia là trạm tàu ngầm, sắp tới Cường sẽ review về trạm tàu ngầm nhé. Và chợ Bến Thành thì không gì thay đổi, rất là đông khách du lịch hàng ngày. Và điểm kế tiếp là điểm rất là thú vị, có tên gọi là chợ cũ, trên đường Tôn Thất Đạm. Chợ này nằm giữa trung tâm thành phố, độ dài của đường này khoảng 200m, có rất là nhiều cửa hàng quán ăn đậm chất Việt Nam mình. Và nghe nói là chợ này đã có hơn 100 năm ở đây rồi. Và địa điểm kế tiếp là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ được hoàn thành từ năm 1865 và cũng được 159 năm rồi. Bây giờ là đang được tu sửa, mong đợi được tu sửa trước dịp Tết cho mọi người tới để tham quan và chụp hình. Và kế bên là bưu điện thành phố. Cường rất là thích những kiến trúc như thế này, rất là đẹp và cổ. Và khu này hàng ngày có rất là nhiều người du lịch tới đây tham quan. Và dọc dọc khu này có rất là nhiều quán cà phê, quán ăn, các bạn có thể ngồi xuống và chiêm ngưỡng khu này. Và phía sau nhà thờ có một cái công viên rất là to, và công viên này thường có những bạn sinh viên tụ tập ở đây ăn uống, trò chuyện, tâm sự, chụp hình rất là thú vị. Và sát bên công viên là Dinh Độc Lập, nơi của Tổng thống Cộng hòa sinh sống và làm việc trước năm 1975. Và Cường cũng đã làm một cái video về Dinh Độc Lập này rồi, các bạn nhớ đón xem video đó nhé. Thật sự thì các bạn phải về đây, ở đây đi bộ vòng vòng đây để cảm nhận sự thay đổi của thành phố này. Ok, bây giờ mình đâm rẳng ra đường sông nhé. Và trước mặt của mình là tượng đài Trần Hưng Đạo, và phía sau các bạn cũng thấy những tòa nhà rất là đẹp và được xây dựng rất là cao. Và nối thẳng đường này các bạn cũng thấy những tòa nhà đang mọc lên, và phía bên sông là những quán cà phê và ga tàu thủy Bạch Đằng. Và hàng năm Cường về Việt Nam chơi, mỗi năm mỗi thay đổi và mỗi phát triển. Và nếu các bạn đi dạo thành phố, Cường khuyến khích các bạn nên đi xích lô để cho mấy chú xích lô kiếm thêm tiền, và khi đi xích lô thì các bạn có thể ngắm cảnh và chụp hình thoải mái. Ok, Cường đã đi xích lô hết 1 tiếng đồng hồ, và chú này trả Cường 300.000 một tiếng, khoảng $13, và Cường bo chú thêm 100 là tổng cộng 400. Và theo các bạn thì thành phố Sài Gòn bây giờ có đẹp không? Các bạn nhớ comment này giúp cho Cường biết với nhé. Và phía sau Cường là tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất đất nước Việt Nam. Và Cường cũng đã làm một video về tòa nhà này. Các bạn nhớ theo dõi kênh của Cường để biết thêm về hành trình của Cường nhé. Cảm ơn các bạn.